Xin chào mọi người, mình là Vinh Cua và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Chắc chắn ở đây nhiều người đã từng gặp phải trường hợp, đấy là các bạn không tìm được iPhone ở ngay trong chính ngôi nhà của mình. Thế nên là các bạn lại phải nhờ người khác gọi điện vào chiếc iPhone đó, hoặc là các bạn lấy một cái điện thoại thứ hai và tự gọi. Làm như vậy thì cũng được thôi, thế nhưng mà nếu như các bạn là người đang đeo Apple Watch và chiếc Apple Watch này có kết nối với cái điện thoại bị mất, thì các bạn có biết rằng là Apple Watch có thể phát tín hiệu để cho các bạn tìm được chiếc iPhone hay không? Có một sự thật là nhiều người đeo Apple Watch nhưng mà lại không biết rằng Apple Watch có thể làm được nhiều thứ hay ho và tiện lợi. Cho nên là trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tổng hợp lại những tips hữu ích với Apple Watch mà không phải ai cũng biết. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu thôi. Trước khi bắt đầu video thì nếu như các bạn đang có nhu cầu sở hữu iPhone 16 Series thì đừng quên đăng ký nhận thông tin theo đường link của Clickbuy mình để sẵn ở bên dưới phần bình luận nhé. Khi được sở hữu iPhone 16 Series tại Clickbuy sẽ được tặng kèm gói bảo hành 12 tháng rơi vỡ vào nước. Ngoài ra còn có gói bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng đổi máy mới nguyên siêu nhé. Bên cạnh đó còn có thu cũ đổi mới trợ giá 2 triệu đồng và còn có cả chính sách giảm 2 triệu khi thanh toán qua một số cổng thanh toán và ngân hàng nhất định. Nói chung là ưu đãi ngập tràn luôn. Các bạn muốn biết thêm chi tiết thì hãy vào đường link mình để sẵn ở bên dưới phần bình luận nhé. Đầu tiên thì mình muốn nói rằng là các tips mà mình hướng dẫn các bạn bây giờ sẽ được thực hiện trên phiên bản WatchOS 10 nhé. Và đời Apple Watch của mình chính là Series 8. Thêm một chút thông tin cho các bạn thôi. Đến với tip đầu tiên là điều mà mình vừa nói đến lúc nãy. Khi mà mọi người không tìm thấy iPhone ở trong nhà thì hãy mở Apple Watch lên. Từ màn hình chính hãy bấm vào phím chức năng ở bên cạnh. Sau đó thì hãy bấm vào cái phím có hình iPhone. Như vậy là iPhone sẽ kêu tiếng lên, các bạn có thể bấm lại nhiều lần nhé. Hoặc là các bạn có thể bấm và giữ để cho iPhone vừa kêu tiếng mà vừa nhấp nháy đèn luôn. Như vậy là các bạn có thể dễ dàng tìm được iPhone ở trong nhà. Tip thứ hai đó là các bạn có thể chụp ảnh màn hình Apple Watch, tương tự như là khi chụp ảnh màn hình của iPhone hay là iPad. Điều này không phải lúc nào cũng cần thiết, nhưng mà trong một số trường hợp, nếu như các bạn cần thì cũng có thể chụp nhanh một thông báo nào đó hiện ra trên màn hình mà không cần phải mở iPhone lên. Để chụp ảnh màn hình thì các bạn chỉ cần bấm cùng một lúc cả vòng Digital Ground và cả phím chức năng. Sau khi chụp ảnh màn hình xong thì ảnh sẽ được tự động lưu vào mục ảnh ở trên iPhone. Lưu ý là nếu như các bạn bấm mà lại không chụp được ảnh thì có thể là cái tính năng này đã bị tắt đi ở trong phần cài đặt. Để bật lên thì các bạn chỉ cần vào mục cài đặt ở đây. Sau đó kéo xuống một chút vào mục cài đặt chung. Rồi lại kéo xuống và tìm đến cái mục đó là ảnh màn hình. Các bạn bấm vào và bật công tắc này lên là được. Tip thứ 3 là các bạn có thể dùng Apple Watch như là một cái điều khiển từ xa để điều khiển iPhone chụp ảnh. Để làm được điều này thì các bạn hãy bấm vào cái vòng Digital Ground. Sau đó kéo xuống và tìm đến mục Camera. Khi bấm vào thì ngay lập tức trên iPhone đã tự động mở cái tính năng Camera lên rồi. Các bạn có thể lựa chọn và tinh chỉnh một số yếu tố bằng cách là bấm vào cái phím 3 chấm ở góc dưới bên tay phải. Tại đây thì mình có thể lựa chọn là cam trước hay cam sau này. Sau đó thì mình có thể lựa chọn cả flash bật hay là tắt này. Hay là cả tính năng chụp live nữa, cũng có thể là bật hay là tắt. Sau khi tinh chỉnh xong thì mình có thể bấm vào cái phím này. Để 3 giây sau thì iPhone sẽ tự động chụp ảnh. Đó, như vậy là iPhone đã chụp ảnh rồi. Tính năng này rất là tiện lợi khi mà chúng ta muốn bố trí máy để chụp một bức ảnh tập thể. Đến với tip thứ tư là một điều vô cùng đơn giản, đó chính là bật đồng hồ đếm ngược. Bình thường mình thấy là nhiều bạn khi mà muốn bật đồng hồ đếm ngược thì các bạn thường phải bật iPhone lên. Thế nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể làm điều đó ở trên Apple Watch bằng cách là hãy bấm vào phím Digital Ground ở đây. Sau đó thì hãy lựa chọn hình đồng hồ da cam. Ở đây thì đã có sẵn một số cái lựa chọn, ví dụ như là bật đồng hồ đếm ngược 1 phút này, 3 phút, 5 phút hay là nhiều hơn. Hoặc là các bạn có thể tự tạo một cái mốc thời gian mà các bạn muốn. Ví dụ mình bấm thử vào cái 1 phút nhé. Thì như vậy là đồng hồ đếm ngược 1 phút đã bắt đầu chạy rồi. Cuối cùng là tip thứ 5. Bình thường khi mà các bạn đưa Apple Watch vào môi trường ngập nước, ví dụ như là các bạn nhảy xuống bể bơi chẳng hạn, thì tính năng khóa nước sẽ tự động được bật lên. Nhưng mà trong một môi trường nếu như các bạn chỉ đi dưới trời mưa nặng hạt mà thôi, nhưng mà các bạn vẫn muốn đảm bảo an toàn cho chiếc Apple Watch một cách tuyệt đối, thì các bạn hãy tự kích hoạt chế độ khóa nước lên bằng cách là hãy bấm vào cái phím chức năng ở bên này. Sau đó thì các bạn hãy kéo xuống một chút và tìm đến biểu tượng hình giọt nước. Các bạn hãy kích hoạt chế độ này lên. Khi đó thì Apple Watch sẽ được đưa vào chế độ khóa nước. Và sau khi mà các bạn hoàn thành cái chế độ đó, các bạn không muốn nó khóa nước nữa, thì các bạn hãy bấm giữ vào phím Digital Ground để máy tự động tắt chế độ này và nó sẽ rung lên để đẩy nước ra khỏi những cái màng loa. Và vừa rồi chính là những tips hữu ích dành cho Apple Watch. Chúng ta đã bỏ nhiều tiền ra để mua một cái sản phẩm như thế này thì cũng nên tận dụng làm sao cho hết cỡ để cho cuộc sống của chúng ta trở nên là tiện lợi hơn. Các bạn nghĩ sao thì hãy để lại bình luận ở bên dưới nhé. Đừng quên rằng nếu thấy video này hữu ích thì hãy để lại cho mình một lượt like và cả một lượt đăng ký kênh nếu như đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh.
Mình là Vinh Cua, cảm ơn các bạn đã xem đến đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.